các bạn, chào mừng các bạn quay lại video mới nhất của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại siêu thị Imax. Thì siêu thị Imax là chuỗi siêu thị bán lẻ hàng đầu đến từ Hàn Quốc. Họ có trên 100 cái siêu thị khắp tất cả các nước như Mỹ, Nhật, Trung Quốc, và mãi cho đến năm 2015 chính thức bước vào Việt Nam và có cái siêu thị Imax đầu tiên tại Sài Gòn, tọa lạc tại số 366 đường Phan Văn Trị thuộc quận Gò Vấp nha các bạn. Thì tổng diện tích của cái siêu thị này là 20.000 m2. Khi đó cái siêu thị không là chiếm hết 12.000 m2 các bạn. Bãi gửi xe Honda thì với sức chứa khoảng 1.500 chiếc. Bãi xe hơi, bãi xe hơi xa xa bên kia thì khoảng 150 chiếc. Thì đối với người dân Sài Gòn thì hệ thống siêu thị không còn xa lạ nữa, bởi vì năm 1967 thì đất Sài Gòn này đã có một cái siêu thị đầu tiên tại đường Nguyễn Du ở quận Nhất các bạn, và mình đã có quay lại cho các bạn xem rồi đó. Rồi sau năm 1975 thì vẫn đi một thời gian, cho đến năm 1996 thì bắt đầu siêu thị Cốp Bắc lại xuất hiện ở ngay chỗ Cốp Bắc Cống Quỳnh, quận Nhất đó các bạn. Và Cốp Bắc Cống Quỳnh bắt đầu phát triển lên một chuỗi hệ thống siêu thị trải dài khắp các tỉnh thành trong cả trong nước. Mặt chúng ta đây là đường Phan Văn Trị nha các bạn, thuộc quận Gò Vấp. Hướng chúng ta chạy về đó đó là ra đường Phạm Văn Đồng, chúng ta quẹo trái là chúng ta đi về cầu Bình Triệu, cầu Bình Lợi, đi về hướng Thủ Đức. Còn quẹo phải là chúng ta đi về sân bay Tân Sơn Nhất, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa. Còn hướng này chúng ta sẽ đi về ngã năm Chuột Chó các bạn, về quận 12. Trước mắt siêu thị là đường Phan Văn Trị, trước mắt chúng ta là có cái cửa hàng ăn uống BBQ, Sumo BBQ của Nhật các bạn. Trên đường này rất nhiều các quán ăn, nhà hàng rất là đông đúc đó các bạn. Áp lực con đường này cũng rất là khủng khiếp. Ở đây không mà tiếng xe các bạn nghe đó đi qua rất là ồn ào ha. Buổi tối rất là mát mẻ, người dân bắt đầu đi vào siêu thị. Và mình cũng có một số đồ mua trong này sẵn là đi quay cho các bạn xem, chia sẻ lại các bạn. Rồi chúng ta vào bên trong nha.
Đây là vài cái sơ mà kiếm tiền. Ra các bạn. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi đang đứng trên cầu Bình Lợi các bạn. Bonus thêm cho các bạn phần. Rồi đêm nó cũng thiếu ánh sáng, không biết đẹp thôi không. Xa đang zoom lên đó là tòa nhà Landmark 81 tầng nha các bạn. Còn phía bên cái cầu xa bên kia đó là cái cầu Bình Triệu các bạn. Đó, cậu xe đang đang chạy đó là cầu Bình Triệu các bạn. Đây là cây cầu Bình Lợi mới các bạn. Đứng trên cầu là không cho phép đâu các bạn, chỉ đuổi rồi mọi người dân cứ không có mưa bão là đứng trên Landmark. Phía bên nhánh bên đó là cầu Bình Lợi cũ hồi xưa các bạn. Đây là cầu Bình Lợi mới. Đó, hướng người ta đang chạy lên là từ cây Nguyễn Thái Sơn từ bên phía bên 391 để đi về hướng này là về quận Thủ Đức các bạn. Yeah.
xa xa bên đó là đi về quốc lộ 13 các bạn. Còn phía xa xa tấm bản này là năm xưa là cái ga Bình Triệu cũ đó các bạn. Còn hướng này đi về Thủ Đức.